Việc này thầy sẽ giúp các em rèn luyện phương pháp tính tánh phân trong chuyên đề tánh phân. Lý thuyết, điểm thứ nhất, giả sử tính tánh phân y, tánh y bằng tánh phân đi từ a đến b của hàm f nhỏ xd, trong đó hàm f, trong đó fxd được viết dưới dạng ux nhân v phải xd, thì ta có tất phân đi từ a đến b của fxd sẽ bằng, thay vào tất phân từ a đến b của ux nhân v phải xd bằng ux nhân v cần từ a đến b trừ tất phân đi từ a đến b của v nhân u phải xd. Trong công thức này ta có thể ghi gọn như sau: v phải xd chính là d của vx, chính là d của vx, như vậy ở đây chính là udv, ở đây u nhân v thì còn là u nhân v, ở đây là u phải xd thì ta ghi chính là bằng d của ux, như vậy đây là vdu. Điểm thứ hai thì lý thuyết là các dạng thường gặp của fx. Khi fx tích phân y với hàm số fx dưới dấu tích phân, một trong các dạng sau đó là bằng p nhân sin x, p nhân cos x, rồi dạng p nhân e mũ x, thì ta đặt u bằng p x, còn dv là bằng phần còn lại. Trong đó p x là một đa thức của x. Nhóm thứ hai là tất phân đi từ a đến b của px nhân log nơi p để đến, thì ta sẽ đặt u bằng log nơi p, còn dv là phần còn lại. Như vậy ở mục hai này, nhóm thứ nhất thì ta đặt u là bằng đa thức, còn ở cái nhóm thứ hai thì ta đặt u là bằng hàm siêu việt bằng log nơi p. Bây giờ thầy sẽ minh họa dạng toán này bởi bốn bài tập. Bài tập thứ nhất, giả sử tính y bằng tất phân đi từ 1 đến e của hàm số 1 cộng x nhân với log xd, việc dưới dạng a nhân e bình phương cộng b nhân e và cộng c, trong đó a b c là những cái số hữu tỉ, ta sẽ tính tổng và tính t, giá trị biểu thức t bằng a trừ b trừ c. Bây giờ ta sẽ công việc của ta là bây giờ ta sẽ tính cái tất phân này và sau đó ta viết kết quả dưới dạng hình thức này để ta xác định a, b và c. Hàm số dưới dấu tất phân là tổng của hai hàm 1 và x cộng log x. Như vậy ta nghĩ rằng ta sẽ là dùng cái tính chất là tất phân của tổng bằng tổng hai tất phân. Với tất phân đầu tiên thì đó là tất phân của một hàm số. Tất phân thứ hai là tất phân của một hàm số với hàm số dưới dấu tất phân có dạng x log x, như vậy đó là nó thuộc dạng thế này. Bây giờ ta sẽ tiến hành mời giải bài toán. Trước hết ta dùng tính chất của tất phân, như vậy y sẽ bằng 1 đến e của dx, đó là 1 dx. Còn cái tất phân đi từ 1 cho tới e của x log nơi p dx. Đấy. Với tất phân đầu tiên thì ta có ngay được kết quả là bằng e trừ 1. Các em nhớ được cái tính chất này để lần sau ta vẫn dùng luôn. Tất phân từ a đến b của mdx, với m là một hàm số thì nó sẽ bằng m nhân với b trừ a. Ta dùng kết quả này. Còn tất phân từ 1 đến e trừ log xd là gọi là a. Bây giờ ta sẽ tính a.
bản thân phân. Ở đây có dạng PIS là IN nhưng với lúc nghe PIS như vậy ở đây ta sẽ tiến hành đặt, dùng phương pháp từng phân bằng cách đặt U bằng lúc nghe PIS DV phần còn lại trừ lúc nghe PIS ra thì còn phần còn lại là XD. Đặt U thì ta sẽ suy ra DU, ta tính cho DU. Như vậy ta sẽ được lúc lên béo x đã hàm bằng 1x. Như vậy D DV là bằng XD. Như vậy một nguyên hàm của x, ta tìm một nguyên hàm của x có nghĩa là tìm V sẽ bằng nguyên hàm của x thì đó chính là bằng x mũ 2 chia 2 1 phần 2 của x mũ 2 là một. Sau đó ta lắp vào công thức tích phân từng phần thì ta sẽ suy ra được A bằng UV. Như vậy đây UV như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 x bình phương log x đưa cần qua 1 cần A trừ tích phân đi từ 1 cho tới N. Vx Vx nhân với là U phải x. Như vậy đó là VDU. Như vậy nó sẽ bằng là Vx là 1 phải bình phương DU là lần này. Như vậy có hàm số 1 phần 2 ta sẽ đưa 1 phần 2 hàm số 1 phần 2 ra ngoài. Như vậy có phải là 1 chữ x nhân với là x bình phương đi. Ta có thể thu gọn cái này luôn. Như vậy nó chính là bằng x dx. Như vậy ở đây nó sẽ bằng x dx. Như vậy rõ ràng rằng để tính cái tích phân A thì ta sẽ đi tính cái tích phân trung gian này. Và rõ ràng rằng cái A này, cái trung gian này là dễ tính hơn A. Như vậy dễ tính hơn A. Như vậy cái phương pháp đặt của ta là thành công. Còn nếu như nó khó tính hơn A thì chắc chắn phương pháp đọc của ta là không thành công. Như vậy từ đó nó sẽ thay vào thay e vào 1 thì lúc 1 bằng 0, lúc nãy 1 bằng 0. Như vậy ta khỏi cần phải thay 1 thì thay e vào thôi. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 lúc e bằng 1. Như vậy e bình phương nó sẽ e bình phương chia 2 trừ nguyên hàm của x là sẽ là x bình phương chia 2. Như vậy nó sẽ trừ 1 phần 4 của x bình phương 1 lần e đưa kèm vào. Như vậy kết quả ta thay vào thì nó sẽ bằng 1 chia e bình phương 1 phần 2 e bình phương trừ cho 1 phần 4 của e bình phương trừ 1. Ta có kết quả A và sẽ bằng 1 phần 2 ta làm gọn ở đây 1 phần 2 trừ đi 1 phần 4 như vậy là còn 1 phần 4 e bình phương cộng 1 phần 4 thay vào thì ta sẽ suy ra đáp A này nó thay vào sao này đó, nó thay vào sao này thì ta sẽ suy ra được y bằng cộng A. Như vậy ta sắp xếp lại theo hình thức ở phía trên một hệ số A như E mũ 2 rồi như E mũ 1 rồi xem. Như vậy ta sắp xếp theo thứ tự ở trên E bình phương cộng cho e cộng cho e và trừ một còn lại trừ một mà cộng một phần tư. Như vậy nó sẽ là trừ một cộng một phần tư trừ một cộng cho một phần tư. Như vậy là trừ ba phần tư. Như vậy với hình thức này ta đối chiếu với là giả thiết thì ta sẽ suy ra được ta sẽ có được là a bằng ta sẽ có a được bằng một phần tư b bằng 1 c bằng đó là những số tuyệt c bằng trừ 3 phần 4. Như vậy ta sẽ tìm được t bằng a là bằng 1 phần 4 trừ b là trừ 1
trừ c là trừ trừ 3/4 còn 3/4 như vậy kết quả nó sẽ được bằng 0. Đấy. Với bài tập này thầy có thể hướng dẫn các em dùng phương pháp vi phân. Là tóm lại là sẽ bỏ qua cách đặt này, ta dùng cái công thức viết gọn này, ta viết cái dáng này. Bây giờ thầy chỉ nói về cái tính án thôi, ta sẽ thêm cái án, ta để ý thêm cái án này. Tính án. Ta xem được trên bài án này. A là bằng tất phân đi từ 1 cho tới e x lúc nó kéo x để thay có thể việc nó dạng sau đây 1 đến e lúc nó kéo x x thì chính là bằng d của những của là x d của x trên 2 x d của x bình phương chia 2. Các em kiểm tra là thế này, x bình phương trên 2 mà đào hàm là sẽ bằng x. Như vậy chính ở đây, như vậy ở đây là nó có dạng, đây là dạng là UDV, dạng là AB UDV đấy. Như vậy nó sẽ bằng UV UDV thì U bằng UV, như vậy UV ở đây V là x bình phương chia 2. Như vậy x bình phương chia 2 nhưng mà lúc nó kéo x cần 1, 2 trừ tức phân đi từ 1 cho tới 2 VDU VDU như vậy ở đây là V V như vậy là x bình phương chia cho 2 DU là D của lúc x mà D của lúc x là bằng 1 chia x DX. Như vậy ở đây kẻ vì ở chỗ này nó chính là vị trí này, đây vị trí này, đây ở đây, ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn, phần còn lại các em thay hoặc tiết kiệm thời gian hơn, bởi là không phải đặt. Tiếp theo, thêm rèn luyện cho các em qua bài tập số 2. Giả sử y bằng ta phân đi từ 0 cho tới pi chia 3 của x chia cột bình phương x để được việc gì dạng, kết quả là việc gì dạng căn 3 nhân pi chia a trừ lúc nó kéo của b. Vậy a b là những số hữu tỉ, đấy vậy a b là số hữu tỉ. Tiếp tin giải p bằng a bình phương cộng b. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu, ta sẽ đi tính tất phân này. Với tích phân này thì nó không có trong cái hàm số này, chưa có trong bảng nguyên hàm cơ bản. Và ở đây nó cũng không phải là những cái dạng thường gặp mà thầy nêu ra ở đây. Và với bài này thì nghĩ phương pháp đổi biến số thì lại càng không phải. Như vậy bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem với bài toán này ta có thể tính bằng phương pháp tân phân như thế nào. Bây giờ các em xem thử, như ở trong này ta phải điều nó trong biểu thức gì, hàm số, biểu thức hàm số có chứa, biểu thức hàm số lấy tích phân có chứa lượng một chia cột bình phương x. Như vậy một trừ cột phương x và một trừ cột phương x thì đã tính bằng là kết quả của gì, của tan x đào hàm. Như vậy ở đây, như vậy là ta sẽ việc đặt, ta thử đề nghị một phép đặt, ta sẽ đặt u bằng x, dv bằng phần còn lại là một chia cột bình phương x. Dựa vào cái việc mà ta biết là nguyên hàm của một chia cột bình, có nghĩa là nguyên hàm của một chiếc cột bình là tan x, là hàm tan x.
Như vậy thì việc đặt này thuận lời cho ta tìm về. Nhờ đấy, nhờ thì cái sự chú ý này nên ta thuận lời cái việc tìm về. Đặt U thì ta suy ra được DU là bằng DX. Nguyên hàm này, một nguyên hàm của một chiếc cột bình đó là 3. Lời giải bài toán với cách đặt này có giải được hay không? Chưa trả lời được lúc này. Nhưng mà trước hết nó đã thuận lời là đặt U tìm được DU dễ dàng, đặt DV tìm được V dễ dàng. Còn lời giải được hay không thì ta xem việc thể của ta tiếp theo. Xem thử cái tích phân cần tỉnh so với tích phân trung gian. Tích phân trung gian có dễ để tỉnh hơn cái tích phân cần tỉnh hay không? Ý bằng với phần đặt đó thì ta sẽ có ý này chính là nguyên cái này lúc đó chính là U phải X, chính là U X nhân V phải X. Cho có nghĩa rằng lúc đó với phần đặt đó thì đây chính là tích phân này. Lúc đó như vậy ý sẽ bằng U V, như vậy là sẽ bằng X tan X. U V X tan không tin vào trừ tất phân đi từ 0 đến pi chia 3 V DU, DU gì? DU là bằng x, như vậy nó sẽ bằng 8 x. Nếu các em thấy được tất phân này nó dễ hơn y cân tỉnh thì trung gian này này, cái A trung gian này dễ hơn thì phép đặt của ta thành công. Và rõ ràng là A này là dễ hơn y, dễ hơn y. Ở đây thay pin 3 vào, kẻ chỉ cần thay pin 3, còn 8 cũng bằng 0 thì cần thay nữa. Thay pin 3 vào thì ta có pi chia 3 nhân 8 pin 3 và 8 pin 3 là căn 3. Như vậy nó sẽ ra là 3 là pi căn 3 chia cho 3. Trừ với cái hàm số này hiện tại kẻ có thể thấy chưa thấy được, bởi vì trong bảng nguyên hàm ta có không có nguyên hàm hàm đường giải tan. Như vậy thông thường làm việc với tan thì ta sẽ chuyển sang sin và cos, như vậy nó sẽ thay nó bằng tích phân đi từ không cho tới pi chia ba. Tan x là bằng sin x chia cho cos x, chia cho cos d. Và rõ ràng với cái tích phân này thì ta thấy được là cốt đa hàm là bằng trừ sin. Như vậy ở đây ta sẽ nghĩ tới phương pháp đổi biến là đặt u bằng cos x. Bây giờ thầy dùng trình bày theo vi phân, như vậy là sẽ bằng pi, dùng phương pháp vi phân để trình bày pi căn 3 chia cho 3 trừ tích phân đi từ 0 đến pi chia 3 sin x dx, thầy ghi là d của cos x chia cho cos x. Và các em phải thay đổi vì cos x, d của cos x là bằng cos x đa hàm nhưng phải dx, như vậy là sẽ bằng trừ sin x dx. Như vậy thầy phải thay dấu trừ này bằng dấu cộng. Và kết quả bằng thay vào pi chia 3, pi căn 3 chia 3 cộng nguyên hàm này đã bỏ là nguyên hàm của DU chia U, như vậy là sẽ là lúc lên té của U tuyệt đối được 0,3. Em thay vào không pi chia 3, thay vào thì ta sẽ có được là pi căn 3 chia cho 3. Thay không vào thì cột không bằng 1, mà lúc này các em bằng 0 thì được em phải thành 0. Mà ta thay pi 3 thôi, cột pi chia 3 là bằng 1/2. Như vậy là lúc này té của 1/2. Lúc này té của 1/2 là bằng trừ lúc này té của 2. Đến lúc này các em nhìn lại thì cột cái hình thức đây tương ứng.
Như vậy từ đó ta sẽ suy ra được, ta đồng nhất thì ta sẽ được A sẽ bằng 3, số gì? B bằng 2. Như vậy ta sẽ có được T bằng A bình cộng cho B sẽ bằng 3 phương 9 cộng cho 4 và cộng 2 là 11. Thầy hướng dẫn thêm để em nếu trình bày nhanh, nếu trình bày nhanh thì ta có thể để ý thêm như này. Ta có thể viết y trình bày nhanh thì ta sẽ ghi trình bày nhanh. Đó. Ta có thể ghi y bằng tất phân đi từ 0 cho tới pi nhân với là x nhân với là tan x đã hàm. Nó sẽ bằng tất phân đi từ 0 cho tới pi 3 x nhân với là d của tan x. Như vậy đến lúc này thì nó sẽ bằng x tan x, đây là u và đây là v, u dv thì bằng uv là x tan x. Tan x 0 pi trên 3 trừ tất phân từ 0 đến pi 3 của vdu là như vậy tan x đi. Đây là chỗ này là ở vị trí này. Đây, ở đây. Đây là ở vị trí này. Đấy. Nó sẽ nhanh hơn. Tiếp tục ta đi qua tìm hiểu bài số 3. Bài số 3 cho hàm số f(x) thỏa mãn tất phân đi từ 0 đến 1 của x cộng 1 nhân f(x) đến bằng 10 và thỏa mãn 2f(1) có biểu thức 2f(1) để f(0) bằng 2 tính tất phân y. Tính y bằng tất phân đi từ 0 đến 1 f(x). Cái hàm bài này so với hai bài bên thì cái hàm f(x) là chưa bị công thức và ta tạm gọi đó là tất phân của hàm ẩn. Hàm ẩn chưa từng mất. Cái này trong phần đổi biến số thì ta đã có tìm hiểu rồi. Bây giờ ở đây với cái bài này thì các em xem. Ở đây cho ta tìm hiểu giả thiết. Ở đây giả thiết cho đây. Đây, giả thiết cho đây. Bây giờ ta làm sao để sử dụng giả thiết này? Làm sao để khai thác giả thiết này xuất hiện cái lượng này? Đây. Bây giờ ta sẽ ghi, ta sẽ có 10, ta sẽ giải là 10, 0 đến 1 của x cộng 1 nhân với f phải x. Các em xem ở đây, nếu xem đây là u x và đây là gì? V phải x. Đó, V phải x. V phải x. Thì đây chính là trong cái công thức tất phân tất phân. Như vậy nó sẽ bằng bằng tất phân đi từ 0 cho tới 1 của x cộng 1 f(x) chính là d của f(x). D của f(x). Đây như vậy lúc này đây là u, ux mà ta gọi là u và đây là v, udv. Thì nó sẽ bằng đáp udv là sẽ bằng uv bằng u nhân v. Như vậy là sẽ bằng x cộng 1 nhân với fx. Đưa tình qua 0 1 trừ tất phân đi từ 0 đến 1 v du, v đây là fx, du là d của x cộng 1. Ta tiếp tục, ta thay vào, thay 1 vào thì ta có được là 1 cộng 1 bằng 2, 2F1. Thay 0 vào trừ, thay 0 vào thì đấy không còn 1 mà còn lại 1, 1 F0 là F0. D của x cộng 1 là chính là nó sẽ bằng D của x cộng 1 đó, là sẽ bằng x cộng 1 đào hàm nhân với x. Như vậy nó sẽ bằng dx. Như ở đây là trừ tất phân đi từ 0 cho tới 1 Fx. Và đến lúc này thì ta thấy đã xuất hiện đây. Đây chính là dạng, đây là ý cần tìm. Đây
chính là giả thiết bài toán cho đó là bằng 2. Giả thiết cho là bằng 2. Đây. Như vậy cuối cùng ta sẽ có 10 bằng 2 trừ y. Như vậy ta sẽ có 10 bằng 2 trừ y. Như vậy từ đó ta sẽ kết quả là suy ra ta có được 10 bằng 2 trừ y. Như vậy suy ra y sẽ bằng âm 8. Như vậy với lời giải bài toán này để thuận lợi thầy không đưa ra, không đà đưa ra u và cách đặt u và dv, mà ta có thể dùng ở đây thầy dùng cái công thức thu gọn, ta dùng cách viết gọn để thực hiện như các em đã được rèn luyện qua hai cái bài 1 bài 2. Và tiếp theo ta thực hiện thêm một ví dụ nữa, đó là bài số 4. Cho hàm số fx, cho hàm số fx thỏa mãn, đương nhiên là thỏa mãn liên tục trên r và thỏa mãn thỏa f của 2 giá trị hàm số bài 2 bằng 16, tích phân đi từ 0 đến 2 của fx bằng 4. Yêu cầu tính y bằng tích phân đi từ 0 cho đến 1 x nhân với f phải 2 x b bây giờ kẻ sẽ tìm hiểu thì ví dụ bài toán số 4 này, thì đây cũng là trường hợp hàm ẩn, hàm f x chưa cho công thức tương minh. Đây bây giờ ta sẽ tìm hiểu hai cái, một cái tính và một cái giả thiết. Thì trong hai này cái mà ta biến đổi á, ta đi thực hiện cái biến đổi chính là cái này, ta nghĩ đến việc biến đổi này. Làm sao để vận dụng được cái giả thiết này? Khi biến đổi này thì trong này với giả thiết là cho thì là tham số theo f của x, còn đây là f của h f phải x. Như vậy ta nghĩ tới trước hết ta sẽ đổi biến với tích phân y này, ta sẽ đặt u bằng 2 x, từ đó ta sẽ có được là x sẽ bằng u chia 2 rồi x theo u suy ra là dx tính vi phân dx sẽ bằng 1 phần 2 du. Đổi cần cần cũ là x cần mới là u, x bằng 0 rồi cần x bằng 1, 0 chứ phải 1. Như vậy tính ứng cần u còn là 2 x, như vậy 2 nhân 0 là 0, 1 2 nhân 1 là 2, như vậy cần mới 0 2. Tại đây ta có dấu hiệu nào đó 0 2 cần 0 2, đâu đó nó nằm ở đây trong cái giải thích này, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Từ đó ta sẽ có được thay vào ta tính tích phân y, suy ra y bằng x được thay bởi là u chia 2, f phải 2 x chính là f phải của u, dx là 1 phần 2 du, cần phải là 0 đến 2 sẽ bằng, ta viết gọn hàng số ở đây có hai hàng số 1 phần 2 và ra 1 phần 4, tích phân đi từ 0 đến 2 của u nhân với f phải u du. Đương nhiên rồi, theo tính chất tích phân không phụ thuộc vào biến số, như vậy nó cũng chính là bằng 1 phần 4 của tích phân đi từ 0 đến 2 của x nhân với f phải x đi. Đây,
Với tất phương này, chúng ta bằng tất phương này. Ta nghĩ đến cái đường thường của nó để giải quyết tiếp bài toán này. Và ở đây chúng ta sẽ bằng. Ta sẽ tiếp 1 phần 4. Ta sẽ viết cái này ở dạng cái hàm fx là ở đây. Ta sẽ viết ở dạng là u dv. Ta sẽ viết đưa về gì theo dạng u dv. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 4 tất phương từ 0 đến 2 của u nhân với d của f phải u dv, có nghĩa là d của f u. Đây. Như vậy nó sẽ bằng ở đây. Như vậy đây là quan điểm, đây là u và đây là v. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 4 UDV. UDV là bằng UDV, ta dùng cái công thức thu gọn này. UV, UV là như vậy ta sẽ có được là U là U nhân với V là những F U nhân với U nhân với F U. Ta đưa cần vào 0 đến 2 trừ tất phương từ 0 cho đến 2. V đến U có nghĩa là fu nhưng phải du. Đây tiếp tục sẽ bằng, ta thay hai vào thì ta sẽ được hai f hai, không thì kẻ phải thay bởi vì đây là u bằng không thì nhân của nó gì bằng không cả. Như vậy nó sẽ bằng 1/4 của là hai f hai trừ tất phân đi từ 0 đến 2 của fu du, cầu chỉnh là bằng tất phân đi từ 0 đến 2 của fx dx. Vì tất phân không phụ thuộc vào biến số lấy tất phân. Đây, các em nhớ lại cái tính chất này. Tất phân đi từ a đến b của fx dx bằng tất phân đi từ a đến b của f u du và bằng tất phân đi từ a đến b của f t dt, đúng không? Như vậy ở đây bây giờ nó sẽ thay tiếp tục là sẽ bằng ở đây là f 2 là giả thiết đã cho rồi, ở đây f 2 là bằng 16, f 2 là 16. Như vậy ta sẽ được ở đây là như vậy ta sẽ được là 16 x 2 là 32 chia 4 là gọi là 8. Đầu tiên là bằng 8 trừ 1 phần 4 nhân vào, như vậy là 1 phần 4 của cái này chính là ở đây chính là y đấy. Y chính là giả thiết ở đây là bằng, ở đây là bằng 4 đấy. Giả thiết là 4 tất phân đi từ 0 đến 2 là bằng 4. Như vậy 1 phần 4 nhân với 4, như vậy kết quả ta có được sẽ bằng bằng 7. Như vậy trong cái tiết học này thầy đã hướng dẫn cho các em cái phương pháp tính tất phân qua bốn ví dụ. Khi tính các em chú ý trong này có những cái dạng thường gặp thì nó thầy chia làm hai nhóm. Nhóm một đa thức nhân với lượng giá p nhân sin x, p nhân cos x, p nhân sin x, để điều đặt u bằng px, còn dv là phần còn lại thì dùng là phần còn lại. Dựa vào tất phân mà cái p u được thay trừ u ra thì phần còn lại dựa tất phân là dv, nhớ có chứa phần còn lại đây có chứa dx. Nhóm thứ hai là có một dạng thôi là tất phân từ a đến b của px, nhưng mà lúc nó kẹt thì trong cái này thì nó khác cái nhóm trên là đây là ta đặt u bằng lúc nó kẹt, nhóm trên thì đặt u bằng bằng đa thức u bằng tế. Khi các em đặt làm sao ta để ta cùng dùng hai cái này là hai là một, nhưng mà công thức trên là công thức dưới là ghi gòn, đây là công thức hai là ghi gòn và công thức số một. Nếu gặp dạng thôi thì ta không còn bàn cãi gì cả, ta chỉ còn lạc quan thôi. Nhưng mà chưa gặp dạng, nếu các em dùng đặt tân phân thì bước đầu các em đặt làm sao cho thỏa mãn đặt u
tìm DU dễ, đặt DV tìm V cho nó là dễ dàng. Sau rồi khi ta thay vào công thức này thì cái tất phân trung gian này nó phải dễ tính hơn cái tất phân đề bài cho. Đây tất phân đề bài cho đây, và nó được viết ra thành tất phân. Dễ ít là nó cũng ngắn mà, chứ còn nếu nó khó hơn thì đương nhiên là phải đặt của ta là thất bại. Bài học đến đây là kết thúc.